Sư sư có quan điểm thế nào về truyền thống thiền ngày Quên Ca? Ta có nên quán riêng một chi phần nào trong tứ niệm xứ, hay nên kết hợp cả bốn thân thọ tâm pháp luôn? Mỗi truyền thống thiền đang chỉ một kiểu, con không biết kiểu nào mới đúng. Thì về vấn đề này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Đây là một cái câu hỏi sự đánh giá là cũng hay. Tại vì câu hỏi này đáng được hỏi để cho giúp cho nhiều vị hành giả sáng tỏ hơn về thắc mắc về tại sao lại nói là kinh tứ niệm xứ mà lại sao lại có dòng thiền Ghen Ca, ngày Ghen Ca ha, rồi dòng thiền ngày Mahasi, dòng thiền ngày Mu Gốc, dòng thiền ngày Sân Luân, dòng thiền ngày Siêu Minh. Đó rồi thậm chí là có một số dòng thiền như vậy đó, thiền mà tôi sư đề xuất nha, phải nói rõ là sư sư có đề xuất nha, trong đó đó là sao ở đây á, thì khi mà nói là sư có quan điểm nào về truyền thống thì ngày Ghen Ca ạ, thì ở đây á theo sư sẽ không chỉ trả lời dòng thiền ngày Ghen Ca mà sư trả lời hàng loạt cái những dòng thiền mà nãy sư đề cập luôn. Là sao thưa quý vị, những dòng thiền mà sư vừa nói thưa quý vị là những cái vị mà dạy thiền giống như sư vừa nhắc đó, ngày Mahasi, ngày Siêu Minh, ngày Mu Gốc, đó ngày Săn Luân, Ghen Ca, vân vân. Đặc biệt dòng thiền ngày Ghen Ca, quý vị phải hiểu lịch sử. Cái gốc cái dòng thiền Ghen Ca là tổ đầu á, chính là ngày Ly Đi Sa Đo, có nghĩa là một bậc đại trí tuệ, mà lại đi ngài đi đi xe đo chính là cái vị mà hiệu đính tạng vi diệu pháp ở lần kết tập tâm tạng lần thứ năm ở Mandalay thưa vị, Bi Đát đó. Nói chung là ngài là bậc đại trí đó, ngay cả trong hệ thống tâm tạng mà được chấp thuận bây giờ đó, trong phần Anh Nhá đó, phần Nhá giống như Quý Sư Thích Mật Đát, thì cái phần mà tư tưởng của ngài Ly Đi Sa Đo đó vẫn được chấp nhận. Thì dòng thiền từ cái tổ là ngài Ly Đi Sa Đo, ngài Ly Đi Sa Đo thì quá rõ ha, ngài là mình không bàn luận nữa, nghe là ngài là một bậc trí tuệ rồi, cho nên là không chúng ta không có đủ mà phải nói là phán xét ngài. Bây giờ ngài là giải thiền đúng hay sai đâu, tại vì ở miếng thì ngài là như là một cái tượng đài quá lớn đó. Ngài Ly Đi Ly Đi sau đó là truyền cho cái dòng thứ hai là ông Thích Ghi, và thứ ba là ông U Bất Hiền, và thứ tư là thiền Nghiên Ca. Cho nên khi mà nói dòng thiền quan điểm á, riêng dòng thiền Ghen Ca thì sư xác nhận quý vị là chấp nhận được, bởi vì sao, bởi vì phù hợp với kinh điển. Và ông Ghen Ca ổng sư cũng có tham gia khóa thiền 10 ngày của dòng thiền Ghen Ca, thì tôi thấy những cái quan điểm mà dạy á, thì cái dòng thiền nào hợp với những người cận sư nam cận sư nữ và cũng phù hợp với kinh điển đó, cho nên là chấp nhận được. Cho nên là nên quý vị có tham gia khóa thiền Ghen Ca thì cái điều này là đúng đúng đắn chứ không sai, đó là quan điểm gì sư. Cái thứ hai là quý vị hỏi là ta có quán riêng một chi phần nào trong tứ niệm xứ không, hay kết hợp bốn thân độ tâm pháp không ạ? Thì có lẽ nha, sư nghĩ có lẽ là tôi không biết là cái vị hỏi cái câu này nè là có tham gia khóa thiền Ghen Ca, ngày Ghen Ca chưa, hay là tham gia một số dòng thiền tứ niệm xứ khác chưa. Nhưng mà nếu quý vị, sư nhấn mạnh là nếu quý vị có thật sự có kiến thức căn bản về Phật pháp, thậm chí cần thêm chút xíu nữa, cần thêm được một chút chút xíu căn bản, theo đọc thêm một vài sách của các nhà thiền sư khác nữa, và tham gia một số dòng thiền khác nữa, và phải có sự thực hành nha, phải nhấn mạnh là có sự thực hành, có sự thực hành, giống như mình phải từng trải nghiệm qua cái một tu một thời gian bên dòng thiền Ghen Ca, và trải nghiệm một thời gian bên dòng thiền Mahasi, thậm đó ngày mua gốc này nọ đó, rồi đọc các sách các ngài. Thì xin thưa quý vị, các ngài á, tuy là mình nói là trường hợp trường phái là ngày Ma Si quán thân, trường phái của ngày Mô Gốc, trường phái của ngày Ghen Ca là quán thọ, còn trường phái của ngày Siêu Minh là quán tâm, nhưng mà sự mình phải hiểu đây nè, đó là cái kinh nghiệm thôi, cái kinh nghiệm riêng, một cái kinh nghiệm riêng thôi. Giống như bây giờ đây, một cái người hai người đi mà thôi, sẽ cho 5 người đi ăn tô phở đi, một tô phở thì một tô phở ngon nha, sẽ nhấn mạnh một tô phở ngon, nhưng mà khi mà mô tả cái vị ngon đó, mỗi người đều có cái kinh nghiệm khác nhau thưa vị. Có người nói à cái nước này nó ngon, hoặc là cái tương này nó ngon, hoặc là cái bầu viên này nó ngon, hay bánh phở này nó ngon,
hoặc là thích cái không gian đó, không gian cái tội nó làm cho sạch sẽ này nọ. Cho nên là chung quy á là hương vị giải thoát á, hương vị mà Pháp Bảo chỉ là một thứ vị. Không, tại vì vốn dĩ những vị này nè, những vị nè đều dạy theo đúng lời Phật, lời của Phật dạy trong kinh Thần Cư Tứ Niệm Xứ và chú giải đó. Cho nên là vốn dĩ ở đây quý vị thắc mắc á, và bị bối rối á, là hỏi tại sao có riêng lẻ như vậy. Không, nhưng mà thật sự là nếu quý vị đã nói quán thân, giống như dòng thiền Ma Si đi, nó quán thân, nhưng mà thật sự á, là khi quan sát thân á, thì ngài cũng nói là khi mà cái cảm giác mà nóng rát ngứa này nọ đi đó cũng phải quan sát. Hay là như đôi khi bị phóng tâm thì cũng phóng tâm, thì cũng phóng tâm đó thì quan sát tâm, thì đó là niệm tâm. Còn như vậy có nghĩa là một cái, quý vị phải hiểu là khi mà quan sát một cái thì cũng có bốn cái kia luôn, chứ không phải mình nói là quan sát thân là thân theo thân luôn. Ngay cả quý vị thấy trong Thanh Định Đạo á, Visiddhimagga, mà ngài Bồ Tát Cô Xá, ngài cũng có khuyên hành giả, nếu mà hành giả mà thực hành thuần quán á, tức nghĩa là thực hành quán trước á, ngài cũng có lời khuyên là nên quan sát á, cái thân vật chất trước, cái thân á, tại vì cái thân nó thô thiển, nó dễ quan sát hơn đó. Cho nên là những dòng thiền mà sư đề xướng, gọi là dòng thiền mà gọi là minh sát khô đó nha, gọi là xuất khá vipassana đó, một lần nữa sư nhắc lại, giống như dòng thiền ngày Ma Si, ngày Siêu Minh, ngày Môn Gốc, rồi ngày Genka đó, thì đều có một điểm chung và đúng tinh thần Tam Tạng kinh điển. Chứ mình không thể nói là mình là mặc dù quán thọ quán thân này đó, quán tâm này đó, là nó có sự khác biệt đâu, cái điều đó này không à, tại sư muốn nhấn mạnh điều này nữa, tại sao mà sư không có đề cập đến dòng thiền ngày mô ngày báo, tại vì ngày báo có thì dạy thiền chỉ thưa quý vị đó, cho nên là nó thiền chỉ thì thực hành thiền chỉ trước, cho nên là có cái sự khác khác ở đây. Cho nên là mặc dòng thiền ngày báo là cũng cũng chấp nhận được thưa quý vị đó. Cho nên là sư muốn giải thích cho quý vị hiểu rõ, chứ không thể là mình hiểu được là quán một cái chỉ là một cái thôi, cái đó không đúng, đúng không? Đều có một điểm chung. Rồi quý vị, để coi, mỗi truyền thống đang chỉ một kiểu, con không biết kiểu nào. Thì nói chung là những cái địa dòng thiền mình sẽ nói đó, quý vị là vị do quý vị chưa có Phật pháp căn bản, rồi quý vị chưa có thực hành, chưa có trải nghiệm thôi. Nhưng mà khi quý vị nghe, sẽ nói rõ nha, khi quý vị có Phật pháp căn bản vững, rồi quý vị thực hành đúng nha, thực hành đúng theo dạy của ngài, thì quý vị mới rút tỉa được là bên dòng thiền ngày Mahasi là có cái điểm này hay, hay là đúng như vậy nè, còn dòng thiền bên ngày siêu minh là như vậy nè, nó đều đúng chứ không sao. Chứ chỉ có trường hợp như vậy nè thưa quý vị, chỉ có trường hợp thì nó sẽ nói thẳng nha, nó câu nó hơi kỳ nhưng mà phải nói, có những người mà họ sẽ nói thẳng là học Phật pháp thì không tới, không học đàng hoàng đó, rồi cứ đi hành thiền cứ mong đạt này đạt nọ đó, học qua chấp ba nhán rồi vô hành, chính vì như vậy đó, rồi cái thí dụ mà vô dòng thiền hành thiền Mahasi, cái tại vì ở dòng thiền Mahasi ngài, các ngài giống như ngài Mahasi hay ngài Pandita là đệ tử ngài đó, là những đệ tử ngài đó, thì hay ngài, các ngài hãy khuyên khuyên là hãy hành giả, hãy cố gắng ơi, đạt tới có nghĩa là cố gắng ngay trong kiếp này nè, tại vì lắm cũng đạt tới, cũng có trải nghiệm được cái tuệ sinh diệt đó. Chính vì như vậy không hiểu cái mình nói là mình đề cao dùng thiền Ma-si, nói dùng thiền Ma-si là tu phải đạt sinh diệt, cái mình chê mấy dòng thiền khác. Và thậm chí có những người đi qua dùng thiền ngày siêu minh, cái nói là dùng thiền ngày Ma-si cái gì đâu mà tối ngày cứ chú tâm đó, không à, không có cởi mở tâm ra đó, dùng thiền ngày siêu minh mới là đúng đó. Rồi đi qua dùng thiền ngày môn gốc là hai chê hai dòng thiền kia, nói dùng thiền ngày môn gốc mới là đúng, ngày môn gốc được được nhiêu quả mọi người biến điện nhanh là A-la-hán, không phải quán thọ, phải thấy quán thập nhân duyên gì mới đúng đó, mới mới rốt ráo. Thì cái những cái người này nè, những hạng người này nè, sửa thẳng nha, là thật sự là không có hiểu pháp, không có sự hiểu biết pháp đúng đắn, và cái niềm tin họ yếu thưa quý vị, và không có sự trải nghiệm pháp đúng đắn. Khi mà hành giả nha, sửa nói thẳng, hành giả mà có pháp học pháp hành mà vẫn đúng nghĩa, cho dù á là thực hành bên những cái dòng thiền mà gọi là xuất khai vipassana thì minh sát khô, hoặc là thậm chí qua bên tu dòng thiền ngày báo, tức là thực hành thiền samatha trước đó rồi vipassana sau đó, thì họ đều tôn trọng các dòng thiền và họ đều tôn trọng lời Phật dạy, là các ngài đều dạy đúng Tam Tạng chú giải à, chứ không bao giờ các ngài đi xa đó. Đó là những cái điều mà sư muốn nhắn gửi quý vị đó, à, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin tri ân Đại Đức Thầy Tường đã có cái sự chia sẻ. Và đúng như Đại Đức nói, không riêng gì dòng thiền Quên Ca
mà mỗi một dòng thiền á, thì có một cái đặc điểm riêng. Chúng ta có thể xem như là đặc điểm nhận dạng của cái dòng thiền đó. Tuy nhiên chúng ta không thể nào nói là cái dòng thiền đó sai. Có một số dòng thiền á, thì các sư vẫn khuyên là quý Phật tử nên tham gia, nên trải nghiệm để biết như thế nào. Và chính bởi vì sư biết là quý vị rất là băn khoăn mình nên tham gia vào cái truyền thống thiền nào, thành ra trong các cái khóa thiền của sư cho sư tổ chức thì sư chủ trương là dạy thuần túy theo kinh tạng và chú giải. Để chi vậy? Để cho quý vị có được một cái nền tảng, rồi khi mà chúng ta có được cái nền tảng đó rồi, chúng ta đi qua các dòng thiền khác chúng ta đều có thể hòa hợp được. Nó giống như là nước vậy, khi mà chúng ta có được một ly nước sạch thì chúng ta có thể pha sữa vào cũng được, pha nước chanh vào cũng được, pha nước cam vào cũng được, pha nước dưa hấu vào cũng được, bởi vì nó là nước, nó có thể dung hòa được tất cả các cái loại chất lỏng khác trừ dầu. Thì nhờ cái chuyện là quý vị nắm được cái nền tảng của tứ niệm xứ thì quý vị có đi theo cái dòng thiền nào cũng được, Wenka cũng được, Mahasi cũng được, Mô Cốc cũng được đó, thì nó sẽ tốt hơn là mình vào hẳn một cái dòng thiền nào đối với những người sơ cơ, bởi vì nó rất dễ đưa đến một cái trường hợp tức là mình cuồng một cái truyền thống nào đó, rồi mình cho rằng chỉ có truyền thống của tôi là chính xác còn các truyền thống khác là sai lầm. Thì như vậy mình rất dễ rơi vào một cái gọi là mình thiền theo tổ chứ không phải mình thiền theo Phật. Nhớ, mỗi một truyền thống thì sẽ có cái đặc điểm nó khác nhau. Các vị ấy vẫn căn cứ theo kinh tạng nha, chẳng qua là thuận cái nào nhất. Ví dụ như mình á, thì mình thuận dùng đồ ăn mình đều biết dùng hết, biết dùng đũa, biết dùng muỗng, biết dùng nĩa, biết dùng dao, nhưng mà khi ăn thì mình thường mình thuận cái nào, thì thường mình sẽ ưu tiên mình xài cái đó. Chỉ trừ khi có một số trường hợp á, xài không được thì mình mới đem cái công cụ khác ra mình xài thôi. Cũng vậy á, đối với tứ niệm xứ thì có vị thì thuần thục cái thân quán niệm xứ, có vị thuần thục thọ quán, có vị thuần thục tâm quán, có vị thuần thục pháp quán. Thì khi vị ấy hướng dẫn thì vị ấy sẽ thiên về cái niệm xứ đó nhiều hơn là các niệm xứ còn lại. Tuy nhiên, theo sư được biết thì các dòng thiền ấy vẫn có hướng dẫn đầy đủ tứ niệm xứ, nhưng mà khi thực hành thì các vị đó sẽ ưu tiên về một niệm xứ. Thì mình thấy mình phù hợp với cái niệm xứ nào thì chúng ta có thể thực hành thiền theo cái niệm xứ đó ha. Còn riêng cá nhân sư nhận xét về dòng thiền Wenka thì sư thấy rằng cái cách tổ chức của dòng thiền Wenka thì phù hợp đối với cư sĩ, dù là có theo Phật giáo hay là không theo Phật giáo. Thì đó là nhận xét của các sư, và sư qua câu hỏi tiếp theo.